Rồi Thuận xin chào anh em, hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em đây là tiếng của con hon, hay còn gọi là con hón, con giòn, một số nơi gọi là nhím đuôi dài và một số nơi gọi là con nhóc và nhiều cái tên theo vùng miền khác. Thì anh em thấy trên màn hình đó, đó là con đầu nó như con chuột, còn cái đuôi nó như con nhím và người nó như con nhím. Thì anh em nào cần cái file này thì liên hệ với Thuận, Thuận tư vấn và Thuận chia sẻ cung cấp cho anh em cách bắt cũng như là buôn bán tiếng cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.